thiên phú thức tỉnh đưa khôi hài bị nhiệt huyết cái hoa khôi trường bị học viện bị vô địch sản văn tinh thần đầy trời bất quá là ánh mắt của ác ma dị tộc hàng lâm mà thú thành tai họa làm tình bị vây trong nước sôi lửa bỏng thiếu niên lâm phàm thức tỉnh vô thượng thiên phú hiểu rõ người khác trị số trong bóng tối vết ra một con đường máu trạm ác ma địch vạn tộc đạp tới đỉnh phong đêm đã cho tôi đôi mắt đen tôi không cần phải tìm kiếm ánh sáng đừng trốn ta có thể nhìn thấy ngươi. Thời khắc săn giết, khai. Quyển sách lại tên, ta có thể hiểu rõ vạn vật số trị nhìn thấy số trị ta, vết điên rồi. Nội dung vở kịch rõ ràng, mấy chương trước hơi chậm, mười chương cất cánh. Chương 1 Ta thật không có làm phạm luật sự tình a. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Thức tỉnh thời gian đến, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Trong trường học truyền ngôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Có người vui vẻ có người sầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 hắc ám thôn vệ màu vàng quang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đột phát Đến từ dị tộc sát thủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Như thế nào như thế mềm mại đâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 không có thực lực trước tiên bảo đảm chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Kinh sợ thối lui Con tư sinh chắc chắn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Con mắt tử thần Thông u Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét